Vâng, xin chào các bạn đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Hôm nay mình sẽ làm một cái video một cái live stream video giới thiệu đánh giá về chiếc xe đạp Precision Nhật bãi tại cửa hàng mới về và một số mẫu xe đạp khác sẽ có ở trong những cái live stream tiếp theo sau đây. Và bây giờ thì trời đang hơi tối nên là mình cũng cố gắng live stream cho nó xong, bởi vì đợt này là cửa hàng mình có rất là nhiều xe đạp nên là mình sẽ đổi camera để mọi người cùng xem. Xin chào chị Thịnh Hương. Và như trong khung hình đây thì các bạn đang thấy là có hai chiếc xe đạp thể thao touring Nhật bãi hiệu Precision là cái hiệu mà thể thao xe touring rất là phổ biến của xe đạp Nhật bãi. Và hai chiếc xe này thì có cấu tạo là bằng khung nhôm và có size đây, như các bạn thấy là trên da khung của chiếc xe thì có size là 480. Xin chào anh Nghĩa Lưu. Đều có size là 48. Và có cấu tạo bằng khung nhôm. Như các bạn thấy là trên khung nó đề là aluminum frame này, khung nhôm. Nhôm 6061. Xin chào anh Long Thành. Xin chào bác Long Thành. Vâng, và xe đạp có size 48cm thì sẽ phù hợp với cho những người mà cao từ 1m65 cho đến 1m75 là đi phù hợp, 1m65 cho đến 1m8 là phù hợp với chiếc xe này. Thì toàn bộ xe mà tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com bán ra thì đều là sơn zin, nên các bạn thấy là nước sơn rất là đẹp, vẫn còn rất khá là đẹp. Sơn khá đẹp. Xe được trang bị bộ chuyển động Shimano Tourlay. Cái bộ chuyển động này là một bộ chuyển động gọi là trung cấp, mà gọi là bình dân, được trang bị cho rất nhiều xe đạp touring của Nhật Bản. Đi kèm với đó thì xe được trang bị một cái líp vạn 7 tầng và bánh 700C. Xe nguyên bản là có một cái đôi chắn bùn nên là quý khách hoàn toàn yên tâm mà khi đi trong trời mưa sẽ không bị bắn. Xe có size là 48cm là phù hợp với những người cao từ 1m65 cho đến 1m8 là có thể sử dụng phù hợp. Đằng trước cũng như vậy, xe được trang bị bánh 700, phanh V, hoạt động rất là trơn tru. Để mà nói xe này thì cấu hình nó không có gọi gì đặc biệt, nó là bằng nhôm hai lớp, bánh 700C, càng trước bằng thép, khung bằng nhôm, size 48cm. Xin chào anh xe đạp Xuân Hoa. Đằng trên tay cầm của chúng ta là chúng ta có một cái chiếc ta ghi đông bằng. Bên này có một cái tay chuyển số vặn 7 tốc độ hiệu Shimano. Tay chuyển số vặn và ghi đông đây. Bên chiếc xe này cũng như vậy, tức là cấu hình của dòng Precision này thì về thì mình thấy là nó xem nhau. Chiếc Precision này còn có thêm được cả một cái khóa nữa. Khi các vị muốn khóa thì các bạn quay xoay cái chìa khóa đi và chọc đây. Khi mở ra thì là mở rất dễ dàng. Và hai chiếc Precision chỉ khác màu thôi, còn về cấu hình thì cơ bản như nhau. Sẽ trang bị đĩa một tầng và đề Shimano Tourlay. Vâng, cảm ơn anh đã thả tim cho em ạ. Đề Tourlay TX nhỉ, một cái đề mà dạng trung cấp mà rất phù hợp, rất phổ biến cho trong những cái xe đạp bãi. Líp vặn Shimano 7 tầng và nhôm một lớp.
Những cái chiếc xe này thì lốp khá là to, lốp 700x35C, khá là đẹp. Sơn là nguyên bản. Size hai chiếc xe này đều là size 48cm, phù hợp với những người cao từ 1m65 cho 1m8. Các bạn thấy thì đều có tem chứng nhận là đã sử dụng tại thị trường Nhật. Sơn còn khá đẹp. Xe chỉ bị trong bóc xước một vài chỗ. Đằng trước cũng như vậy. Càng thép 700C, bánh 700, phanh V. Và trên xe này cũng được trang bị một tay chuyển số vặn 7 tốc độ. Chiếc kia này bị rách rồi nên là bên mình không bọc lại, mình cứ để nguyên. Sẽ bọc lại cho quý khách. Vâng, và hai chiếc xe này thì size là 48cm và phù hợp với những người cao từ 1m65 cho 1m8. Giá của hai chiếc xe này và ngoài ra xe đạp Hải Phòng còn một số màu nữa, Precision nữa, thì giá của những cái chiếc xe này là 3.800.000. Quý khách quan tâm đến chiếc xe có thể liên hệ số 0975 709 943. Đó là, xin chào anh Huy Nguyễn, đó là cái số liên hệ của cửa hàng chúng tôi và đó chính là cái số Zalo và số Facebook luôn. Và quý khách quan tâm đến chiếc xe này thì giá là 3.800.000 và khung nhôm size 48 phù hợp với người cao 1m65 đến 1m8. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và những cái chế độ bảo hành và những cái quà tặng được đi kèm khi mà quý khách mua xe tại xe đạp Hải Phòng.com của chúng tôi. Vâng, và hai chiếc xe này là có giá là 3.800.000 đồng, 3.800.000 đồng. Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều xe khác. Và bên cạnh đó chúng tôi còn có dịch vụ cho thuê xe tại Hải Phòng, xe đạp thể thao tại Hải Phòng để quý vị và các bạn có thể trải nghiệm xe đạp thể thao một cách dễ dàng nhất và không cần phải sở hữu chiếc xe. Quý vị có thể trải nghiệm trong vòng vài ngày và phí như thế nào thì quý vị cũng có thể liên hệ ngay với chúng tôi. Vâng, và ngoài ra thì xe đạp Hải Phòng còn làm rất là nhiều cái video hướng dẫn sửa chữa, sử dụng, hướng dẫn phân biệt các loại xe. Nếu mà quý vị quan tâm thì quý vị hãy xin chào chị Lạp Lập Lễ. Quý vị hãy ấn like video và ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng trên Facebook. Còn nếu ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo trong thời gian tới. Và bên cạnh nút đăng ký thì quý vị hãy ấn chiếc chuông để quý vị là những người mà đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên kênh. Vâng, và hiện tại thì bây giờ là tôi đã làm xong cái video đánh giá hai cái xe đạp Precision, hiệu Precision màu trắng và màu cà phê trong đây. Và xe có giá là 3.800.000 đồng. Và quý vị nào quan tâm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943. Vâng, và cảm ơn quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại các ba quý vị và các anh chị trong những cái live stream tiếp theo sau đây. Vâng, và cảm ơn các anh chị. Xin chào chị Lập Lễ, xin chào anh Huy Nguyễn, xin chào anh Xuân Hòa, xin chào anh Long Thành, xin chào chị anh Nghĩa Lưu, xin chào chị Thịnh Hương. Vâng, và em đã kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Xin cảm ơn các quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại các quý vị trong video lần sau.